Việt Nam 16-23 rút ngắn tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018 của Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân, có thể thấy một loại máy bay trinh sát rất hiện đại do Israel chế tạo đã xuất hiện. Theo báo PK-KQ, năm 2018, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 xác định huấn luyện bay vững chắc, bảo đảm tiến độ, giờ bay và an toàn. Trong đó Lữ đoàn tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, tiến độ cho phi công, đào tạo và nâng cao trình độ chỉ huy bay trong các điều kiện khí tượng khác nhau, bay ứng dụng chiến đấu, ban ngày, ban đêm, bay trên biển, bay biển xa, cất, hạ cánh mặt nước. Đối với máy bay thủy phi cơ DHC-6, cất, hạ cánh trên tàu chạy đối với máy bay trực thăng săn ngầm Ka-28. Ngoài ra, Lữ đoàn 954 cũng đẩy mạnh huấn luyện cất hạ cánh nhà gian đối với máy bay trực thăng S-225, bay trinh sát chụp ảnh đối với máy bay không người lái UAV. Hình ảnh cho thấy có sự xuất hiện của máy bay trinh sát không người lái rất giống với loại Orbiter 2 do Israel. Đây là điều đáng mừng vì Không quân Hải quân Việt Nam đã được trang bị một trong những loại máy bay trinh sát không người lái thuộc hàng hiện đại nhất thế giới, phục vụ tốt công tác quản lý chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điều ngạc nhiên là trước đó, Orbiter 2 mới chỉ thấy xuất hiện trong biên chế của Lữ đoàn tên lửa B-685, đồng bộ với các tổ hợp tên lửa Extra Aqua-A trong các phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam. Năm 2014, tạp chí Flight Global cũng cho biết Việt Nam đã đặt mua hệ thống máy bay không người lái Orbiter 2 của Israel để sử dụng cho nhiệm vụ giám sát mục tiêu từ trên không cho lực lượng pháo binh. Có thể chính những máy bay trinh sát không người lái này đã được trang bị cho các tổ tên lửa bờ có trong biên chế Lữ đoàn 685 như đã nói ở trên. Theo catalog giới thiệu sản phẩm của công ty Aeronautics Defense Systems (Israel), nhà chế tạo máy bay không người lái Orbiter 2, thì loại phương tiện trinh sát đường không hiện đại này có chiều dài 1 m, sải cánh 3 m, trọng lượng cất cánh 9,5 kg. Kíp điều khiển Orbiter 2 rất gọn nhẹ, chỉ cần 2 người là đủ để thao tác, vận hành tất cả các tính năng và có thể được triển khai bằng tay hoặc trên phương tiện cơ động. Về đặc tính kỹ chiến thuật thì Orbiter 2 có độ cao bay hành trình từ 500-600 m, chấn bay lớn nhất đạt 5.400 m, phạm vi hoạt động 80 km, vận tốc bay từ 55-130 km/h, thời gian bay liên tục 4 giờ. Orbiter 2 được phóng bằng giá phóng và thu hồi bằng kiểu mở. Dù những chiếc máy bay trinh sát không người lái này có khả năng tự dẫn bay và vẫn hoạt động được bình thường ngay cả khi hệ thống định vị GPS bị gây nhiễu hoặc kết nối thông tin liên lạc bị tạm ngắt theo thời đại.